vì có sao ta không thể bên nhau một thứ hy sinh anh nỡ. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn tất cả các bạn cách tạo hiệu ứng ảnh tan biến dần dần quay trở về và kết thành hình ảnh rõ nét. Thì để cho các bạn hiểu rõ hơn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một đoạn video. Đó, một đoạn video này. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng ảnh giống như này. Thì để tạo được giống như này thì các bạn cần phải tải cho mình một cái ứng dụng, đó là ứng dụng Metu nha các bạn. Đó, ứng dụng Metu. Và tiếp theo một cái ứng dụng nữa là ứng dụng Division Video. Thì cái ứng dụng Metu này dùng để tạo cái hiệu ứng ảnh đấy. Còn cái ứng dụng River Video để tua ngược lại video. Thì một số các bạn tạo cái hiệu ứng trái tim bay giống như này, nó chỉ có hiệu ứng bay đi mà nó không có hiệu ứng quay ngược lại như thế này. Thì các bạn cần phải vào cái ứng dụng Division Video này để tua ngược lại video nha các bạn. Thì nó sẽ, cái giao diện nó sẽ quay ngược trở lại. Thì để hướng dẫn chi tiết hơn, mình sẽ cần hai cái hình ảnh. Thì mình sẽ vào một trang Facebook để mình đào ảnh về. Thì ở đây, đây là cái bạn của mình. Thì mình sẽ xin cái ảnh ở trên nick Facebook của bạn này. Mình vẫn, bạn ấy vẫn chưa đồng ý đâu. Nhưng mà bạn ấy rất ít khi online Facebook nên mình thôi, mình cứ vào lấy trộm đi, có gì mình xin lỗi sau. Nếu bạn này cũng là bạn học của mình, cũng 3 năm rồi, 3 năm có 3 học cùng với nhau, chắc là bạn ấy không chửi. Thì bạn này cũng khá là xinh gái, hiện tại thì vẫn chưa có người yêu. Nếu anh em nào thấy yêu thích thì có thể vào kết bạn làm quen cũng được. Thế hình ảnh này hình như mình đã tải về rồi. Mình sẽ kiếm thêm một cái hình ảnh nữa, để tròn đại đi các bạn ạ. Kiếm thêm hình ảnh này nha các bạn. Và mình sẽ lưu nó về. Và mình sẽ lưu về điện thoại. Rồi mình sẽ vào phần ứng dụng Metu nha các bạn. Thì tại giao diện ứng dụng Metu, nó sẽ có phần sửa ảnh và làm đẹp, Metu AL ghép ảnh, nội dung và mẹo. Thì các bạn tích vào phần sửa ảnh cho mình nha các bạn. Sau khi tích vào, các bạn tìm cho mình một cái hình ảnh mà các bạn muốn làm. Thì ở đây có hai cái ảnh này. Đáng lẽ mình sẽ làm hai cái ảnh, một cái ảnh là hình ảnh tan biến quay trở đi, một cái hình ảnh là hình ảnh tan biến quay trở về để ghép lại, để giống như kiểu cái video trên TikTok, nhưng mà để thu ngắn cái thời gian làm video thì mình sẽ làm một cái ảnh này thôi. Đó, mình sẽ chọn cái ảnh xinh nhất của bạn Yến. Thì tại cái phần giao diện của ứng dụng Metu, nó sẽ xuất hiện thêm một cái đoạn chỉnh sửa nữa. Thì các bạn tích vào phần ảnh mã thuật cho mình nhé các bạn. Sau khi tích vào, nó sẽ hiện ra cái khung hình giao diện mà tan biến mà các bạn muốn chọn. Đó, thì ở đây có rất nhiều hình ảnh tan biến, nhưng mà nó chỉ có hình ảnh tan biến bay đi thôi, chứ nó không có tan biến quay trở về nhé các bạn. Thì mình nhớ không nhầm thì ở đây có một cái phần giao diện tan biến quay trở về. Nhưng mà cái giao diện này ai cũng làm, mình thấy cũng rất là chán. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cách giao diện cái ứng dụng tan biến bay đi mà nó không bay trở về nữa. Thì cái giao diện này cũng rất là đẹp nên mình sẽ chọn giao diện này nha các bạn. Đó, trái tim tượng trưng cho tình yêu. Có thể là mình đang thích bạn này nên mình thích chọn cái trái tim này cho bạn này. Nếu các bạn thích giao diện con bướm hay giao diện khác thì các bạn có thể tích vào, thì mình vẫn thích trái tim hơn. Sau khi các bạn xuất ra điện thoại thành công thì các bạn vào phần video để các bạn xem. Thì ở đây là giao diện bay đi nha các bạn. Thì giao diện bay đi các bạn muốn làm cho nó bay trở về và kết tạo thành ảnh thì các bạn cần để vào phần Division Video nha các bạn. Đó chính là cái ứng dụng này. Khi các bạn vào, nó sẽ hiện ra một cái phần giao diện như này. Các bạn tích vào phần đảo ngược video để tua ngược video nó lại sẽ thì nó sẽ được nhé các bạn. Thì cái video mình cần tua ngược đây. Đó, thì tại đây nó vẫn chưa tua ngược lại nha các bạn. Thì các bạn cần tích vào lưu. Thì các bạn lưu lại. Các bạn lưu ý là mình phải lưu xong thì nó mới có cái hiệu ứng là video quay ngược trở lại nha các bạn. Còn các bạn tích vào các bạn vẫn chưa nhìn thấy nó
ngược trở lại đâu. Thì tại phần video của máy, mình sẽ xem cái video đầu tiên mình đã xuất từ ứng dụng Revision Video. Ở đây nó có tên là Revision Video, ở đây mình sẽ tích vào. Thì tại đây giao diện trái tim này đã quay trở lại đây. Thì cái làm cái giao diện này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thì các bạn cần phải chỉnh sửa nó lại. Mình sẽ chỉnh nó lại. Đó, tầm này là vừa đẹp đấy. Để bên kia nó xa quá. Đó, thế này là vừa đẹp luôn các bạn. À, nãy mình lại quên ghép nhạc. Thì các bạn sửa xong này, cái video cũ này các bạn có thể xóa đi. Các bạn lấy một cái phần video sửa thôi. Đây mình sẽ ghép nhạc luôn vào cho nó có tí không gian sôi động. Đó, mình sẽ ghép nhạc vào. Cái bài này thì ảnh tan biến, chắc là mình sẽ lấy cái bài Một Thứ Hy Sinh thôi. Nhạc nghe có ngợp hợp phết. Rồi tích là lưu lại. Đó. Khi lưu xong này các bạn có thể đăng lên TikTok bình thường vẫn được. Đó. Thì clip của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích, hãy nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn. Mình sẽ hứa hẹn là những clip tiếp theo mình sẽ làm những clip hữu ích như này. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo.